Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp ngày hôm nay. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long với sự tài trợ của sản phẩm Bisan của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, có thể nói là chúng ta đang sống trong một cái giai đoạn nóng cực kỳ quý vị. Càng ngày càng nóng và càng ngày càng nắng đi đâu mình cũng phải che, có người che, tôi nói lấp cái mặt luôn. Bởi vì sao? Bởi vì ánh nắng đó nó sẽ làm hại làn da rất là nhiều. Và người ta thường nói rằng là ánh nắng là kẻ thù số 1 của làn da đó. Và tất cả chị em phụ nữ, thậm chí đàn ông như chúng tôi cũng sợ ánh nắng đó quý vị. Bởi vì làn da mà nó nắng, nó cháy, nó sạm nhiều quá thì nó sẽ xấu. Mà nó xấu, không những xấu mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe đó quý vị. Nhìn sắc mặt đón tinh thần ha. Nhìn sắc mặt đón sức khỏe. Chính vì thế mà chúng tôi sẽ cùng kết nối bác sĩ ngày hôm nay để cùng trao đổi với một vấn đề mà Quỳnh Linh vừa mới nói quan trọng lắm quý vị. Đó là ánh nắng là kẻ thù số 1 của mọi làn da. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 1900 545 439 để được tư vấn miễn phí. Xin giới thiệu quý vị chuyên gia cũng rất quen thuộc với chương trình của chúng ta, đó là tiến sĩ bác sĩ Lê Thái Vân Thanh, giảng viên của bộ môn da liễu Trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Chào MC Quyền Linh và chào quý khán giả của chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chào bác sĩ Vân Thanh. Trước khi chúng ta đến với cuộc trao đổi ngày hôm nay thì xin mời bác sĩ Vân Thanh cùng quý vị chúng ta đến với phóng sự của chương trình. Tôi vốn có làn da tuy không trắng nhưng khá khỏe mạnh nên không quan tâm đến vấn đề sử dụng kem chống nắng. Ngoài ra do tính chất công việc ngồi trong công ty từ sáng đến chiều nên tôi cũng không sử dụng kem chống nắng. Không hiểu sao dạo gần đây trên da tôi xuất hiện nhiều vết nám, nhăn và da không đều màu như trước. Không biết có phải là do tôi không sử dụng kem chống nắng hay do quá trình lão hóa da. Tôi rất muốn tìm cách cải thiện các vấn đề này và ngăn ngừa các tia cực tím lên trên da của mình. Tôi là cảnh sát giao thông nên thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tôi biết là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là có hại cho da. Nhưng mà là đàn ông, tôi rất là ngại khi ra ngoài đường phải bôi kem chống nắng. Tuy nhiên vợ tôi nhìn thấy được như vậy, khi mà tôi ra ngoài đường tiếp xúc với nắng thì da tôi đen, nên vợ tôi đã trang bị cho tôi áo khoác và khẩu trang, nhìn cứ như là ninja vậy. Tôi ước có một cái cách nào đó chống nắng mà không phải giống như cái cực hình như vậy. Tôi là dân văn phòng. Ngày trước do chủ quan nên tôi không chú ý chống nắng gì cả. Khoảng một năm gần đây tôi bị nám quanh vùng gò má. Sợ quá nên tôi đã đi đốt tia laser. Bây giờ tôi đang băn khoăn là đốt tia laser xong tôi có cần phải chống nắng hay không và chống nắng như thế nào cho hiệu quả. Trong phóng sự vừa rồi thì chúng ta thấy có những cái điều trăn trở của những người gọi là thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng, đó chính là bạn Phương Thảo. Hôm nay bạn cũng sẽ có mặt nơi đây để cùng trao đổi với chúng ta. Mời bạn Phương Thảo. Em chào anh Quyền Linh, em chào bác sĩ, em chào quý vị khán giả. Hôm nay thì có bác sĩ da liễu ở đây nè ha. Dạ. Em có thể chia sẻ những cái gì mà trăn trở để làm sao làn da của mình khỏe đẹp hơn ha. Em là Thảo, em 30 tuổi, em làm bên nhân viên văn phòng. Do là em thường xuyên ở trong nhà cho nên là em dẫn đến cái tâm lý chủ quan là em không có thường xuyên chống nắng. Không biết có phải do chủ quan như vậy nên thời gian gần đây á, da mặt em thường xuất hiện những cái vết nám. Em sử dụng rất là nhiều sản phẩm, bôi rất là nhiều kem nhưng mà không có hiệu quả. Cho nên em mới sử dụng đến laser trị nám. Từ lúc em sử dụng liệu trình laser trị nám thì em cũng có chú ý đến vấn đề chăm sóc da của mình hơn, chú ý đến vấn đề chống nắng hơn. Bác sĩ cũng có dặn em là chú ý đến vấn đề chống nắng nhiều hơn tại vì ánh nắng gây rất nhiều tác hại cho da mình. Tuy nhiên em cũng băn khoăn là sau khi mình sử dụng biện pháp đốt tia laser chống nám xong thì mình sẽ có biện pháp chống nắng như thế nào. Tại vì em biết là rất là khó bôi kem chống nắng sau khi mà sử dụng biện pháp đó, thì cho em hỏi là mình có cách chống nắng nào dễ sử dụng, an toàn và hiệu quả hơn không ạ? Phải nói những cái băn khoăn trăn trở của Phương Thảo đây cũng là những cái nỗi khổ chung của rất nhiều phụ nữ. Vậy thì bác sĩ Vân Thanh có thể cho tôi biết được là tại sao lại ánh nắng là kẻ thù số 1 của làn da? Như chúng ta cũng biết thì câu đó đã nghe nói nhiều nhưng mà quả thật đúng như vậy. Trong cái ánh nắng mặt trời sẽ bao gồm các tác nhân như là tia UV gồm có ABC. AB là đến bề mặt của trái đất hầu như là hàng ngày và đặc biệt là UVA đến bề mặt trái đất 24 giờ mỗi ngày. Cho nên là có những cái tình huống là mình nghĩ rằng là tôi không bị nắng chiếu
Nhưng mà tại sao da tôi lại vẫn bị tác hại của lão hóa hoặc thậm chí lão hóa do ánh nắng? Đó là như vậy. Ngoài ra nữa, hiện nay thì ngày càng được chú trọng nhiều hơn bởi những cái thủ phạm tiềm ẩn làm cho chúng ta tương đối là không cảnh giác. Đó là gì? Tia hồng ngoại và ánh sáng khả kiến. Như chúng ta cứ nghe nói là tia UV gây hại, nhưng mà thật ra ánh sáng khả kiến cũng gây hại, đó nhất là tác động về sắc tố da cũng như là những dấu hiệu lão hóa da suốt theo thời gian, có nghĩa là tích lũy dần theo thời gian và ngày càng nhiều, những dấu hiệu đó ngày càng rõ. Tia hồng ngoại sẽ làm da chúng ta dễ bị đỏ mỏng, và khi đỏ mỏng như vậy thì lại dễ bị nám da hơn. Như vậy chúng ta thấy ánh nắng mặt trời gồm có tia UV, tia hồng ngoại, ánh sáng khả kiến đều có thể tác hại trên da ở những mức độ là vừa làm tăng sắc tố da, vừa lão hóa da, và đặc biệt hơn là những cái tổn thương mà dạng tiềm tàng ung thư cũng như là ung thư da. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng ánh nắng mặt trời, đừng nghĩ rằng là như bạn Thảo làm công việc văn phòng là không có đi ra ngoài thì sao. Thật ra là ánh nắng cũng như những tia sáng là nó lại theo cái chiều khúc xạ nữa. Khi đến mặt đất, nếu tương tác với bề mặt như thế nào đó, có thể tia sẽ tiếp tục đi với cái năng lượng giữ nguyên hoặc giảm dần. Và như vậy, thậm chí chúng ta ngồi ở trong bóng râm, ngồi ở trong văn phòng, nếu như ánh sáng đến nhiều thì chúng ta vẫn bị tác hại bởi tia UV cũng như là ánh nắng mặt trời nói chung. Vậy thì có những người làn da đã khỏe rồi, đã đẹp sẵn rồi, tâm lý của họ rất là thoải mái, họ không có chống nắng luôn, bởi vì đẹp sẵn rồi mà. Vậy thì nếu như không chống nắng thì nó có hậu quả gì, nó tác động lên da hay không? Bởi làn da họ khỏe đẹp sẵn rồi. Khỏe đẹp sẵn có nghĩa là về tố chất là chúng ta may mắn được một cái yếu tố về gen cho chúng ta thừa hưởng một làn da đẹp. Nhưng những cái đặc tính của một làn da sẽ được quyết định bởi nhiều yếu tố giữa trong và ngoài môi trường. Một yếu tố gen không thể nào giúp chúng ta duy trì đẹp hoài được. Bởi vì sao? Chúng ta sống trong môi trường, tương tác với các yếu tố trong và ngoài. Và một bộ máy bất kỳ làm việc, dù đây là bộ máy sinh học, theo thời gian vẫn phải hư mòn, vẫn phải bị tác hại. Như vậy thì những cái thủ phạm mà cũng có tầm quan trọng tương đương với yếu tố gen đó là gì? Nội tiết tố trong cơ thể. Đó là gì? Đó là các tác nhân từ môi trường như là ô nhiễm, và đặc biệt đó là cái ánh nắng mặt trời. Như vậy nếu chúng ta chủ quan, ồ tôi có làn da đẹp, thì đừng có mơ rằng làn da chúng ta duy trì được cho chúng ta đến cái lúc mà chúng ta muốn hết đẹp. Có ai lại muốn hết đẹp đâu nè. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Trời ơi, cái gì mà nắng dữ vậy trời. À, trời ơi, cô ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Hết hồn mà. Con kêu cô cái gì à? Con nói thiệt luôn á cô, nếu như mà con không nhìn vô cái thể trạng của cô là con không biết là cô, con tưởng ma không đó. Tào lao. Nhưng mà cô ơi, làm cái gì mà cô rủ rượi vậy? Chán quá, không đi đâu đâu, tôi biết là mấy người vô đây, mấy người rủ tôi đi ăn với mọi người đúng không? Nhưng mà sao cô không đi vậy? Trời ơi, cái gì mà đầu cổ thấy ghê quá nè đó. Thôi đi làm cái gì đây nè, cô nói nghe nè. Mặt mày này thấy không, mới bắn laser cho nó văng mấy cái nám ra. Nó chưa có lành, đi kỳ lắm, mặt mũi không có ra gì hết á. Trời ơi cô con nói nghe nè. Sao mà cô biết lựa chỗ cô ngồi quá vậy? Ừ. Hả? Cái sao? Mặt mới bắn nám như vậy thì không có nên ngồi ngay cái khu vực này. Sao vậy? Cô biết cái phòng khách của mình là nguyên một cái cửa sổ nó bự như vậy, ánh nắng có thể xuyên qua kính, nó chui vô đây đó, vẫn làm mình nám được. Trời ơi, ánh nắng làm như chuột kìa, xuyên qua đây rồi chui vô kia. Rồi là đã có cái lớp tường, đã nó lớp kính rồi, kính này có kính chống nắng mà. Lo gì? Cô cứ phơi phơi nắng à. Trời ơi, con nói thiệt, con không có ở đi bắn nám như cô mà con còn phải chùm, còn phải bịt. Tôi mệt quá à. Nắng xíu làm gì ghê dữ vậy? Trời đất ơi, nói như cô, mỗi ngày một chút. Cái da mình mới vừa bắn tia laser nó rất là dễ bị tổn thương. Giống như là cô đang làm cái da cô tổn thương để nó tái tạo lại. Mà bây giờ cô đi ra nắng nữa, nó đang rất là nhạy cảm nha, nó sẽ bị ảnh hưởng nha. Dạ thưa chị, tôi thấy mấy cái nước phương Tây người ta đơn giản lắm. Người ta còn nằm phơi nắng ở giữa trời nắng gắt ở ngoài biển nữa kìa. Mấy người bên nước ngoài là người ta đi ra phơi nắng là người ta sức, người ta bôi chống nắng biết bao nhiêu rồi người ta mới đi ra. Chứ không phải khơi khơi như cô đâu. Chứ lại cái da mà mới vừa bắn laser là nó nhạy cảm lắm. Cô phải cẩn thận. Cô có biết đối với những người như cô là cái việc chống nắng là nó quan trọng như thế nào không? Cô theo cô cái việc chống nắng nó đơn giản như cái việc tránh nóng gì thôi. Chứ đâu có cái gì quan trọng đâu. Mà thôi nói nghe nè,
Ngoài cái chuyện giúp việc nhà tôi ra, bây giờ muốn tư vấn sắc đẹp cho tôi luôn hay cái gì? Thì con nói vậy thôi, còn cô nghe nghe không nghe thôi. Dạ, cũng như tình huống vừa rồi thì em cũng vừa trải qua cái giai đoạn trị nám bằng tia laser. Thì cho em hỏi là nếu những người mà có can thiệp một số liệu pháp thẩm mỹ như em á, thì việc chống nắng có quan trọng như thế nào ạ? Càng quan trọng hơn so với những người mà không dùng những cái thủ thuật hoặc cái phương thức làm đẹp khác, đặc biệt là laser. Thì lúc đó về mặt sinh học cũng như là về mặt hóa học, tại các tổn thương đã điều trị thì da sẽ bị tác động, có thể là mỏng hơn, có thể là yếu hơn. Riêng những cái vùng da lân cận của cái tổn thương da đó thì có thể là hoạt động tăng sắc tố nhiều hơn. Như vậy nói để chúng ta biết rằng sau khi làm bất kỳ một thủ thuật nào, chúng ta phải cố gắng hết sức bảo vệ da chống nắng bằng mọi phương thức. Thì các phương thức có thể là từ cái đơn giản như chúng ta dùng cơ học, ai cũng biết là những khẩu trang, những cái vật liệu màu sậm để che chắn thì chúng ta dùng kem chống nắng. Nhưng trong một số trường hợp khi da sau laser trở nên nhạy cảm hơn với bất kỳ một cái sản phẩm tiếp xúc vào bề mặt da thì chúng ta có thể dùng một cái phương thức mà tương đối là toàn cục và không bị tiếp xúc trực tiếp bề mặt da, đó là cái phương thức chống nắng toàn thân dưới dạng uống. Vậy cách chống nắng tốt nhất với trường hợp vừa đốt laser trị nám như em thì sẽ như thế nào, mong bác sĩ tư vấn giùm em ạ? Trong trường hợp mà các bạn dùng các phương thức laser mà có xâm lấn thì hầu như bề mặt da cũng như là cấu trúc các lớp tế bào bên ngoài của da bị ảnh hưởng. Như vậy khi chúng ta lựa chọn một phương thức chống nắng bằng tiếp xúc, có nghĩa là bôi, thì chúng ta sẽ phải hết sức thận trọng, cần sự tư vấn của các bác sĩ chuyên khoa thì chúng ta mới biết được là sản phẩm nào có thể bôi được. Bởi vì lúc đó nếu không khéo chúng ta bôi lên thì sẽ bị kích ứng da và có thể là làm cản trở cái quá trình mà da tái tạo. Còn trong những cái tình huống mà chúng ta dùng laser không xâm lấn thì thật ra da chúng ta sau laser cũng có vẻ trở nên dễ nhạy cảm hơn. Và như vậy thì khi dùng một cái sản phẩm bôi trên bề mặt da, chúng ta cũng lại phải rất là hết sức cảnh giác cũng như là phải thận trọng. Như vậy thì chúng ta có thể sử dụng khá là đơn giản, đó là phương thức cơ học. Và hơn thế thì chúng ta có thể lựa chọn những cái phương thức chống nắng đường toàn thân dưới dạng uống. Bởi vì sao? Trong cái tình huống này, những cái phương thức chống nắng đường toàn thân này, ngoài cái tác dụng là giúp bảo vệ da, chống lại tác hại của tia UV, thì nó lại làm giảm, dọn dẹp những cái gốc tự do ở trong da, dọn dẹp để cho những cái thủ phạm gây tăng sắc tố tái lại cũng như là lão hóa da. Đó là phương thức mà chống nắng toàn thân dưới dạng uống. Chẳng hạn như chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm Bison. Và như vậy thì chúng ta dùng cái phương thức này, ngoài cái chuyện bảo vệ da, chống lại tác hại của nắng mặt trời, thì nó cũng làm cho da chúng ta tăng sinh được collagen, nó làm da chúng ta giảm đi tổng hợp sắc tố. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Bisan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chán nản vì làn da sạm đen thô ráp sau mỗi lần ra nắng, sao bạn chưa dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bisan? Viên uống hỗ trợ chống tác hại của ánh nắng mặt trời đến từ Mỹ. Sản phẩm chứa chiết xuất dương xỉ, 12 chiết xuất thảo dược và nhiều vitamin khoáng chất. Bisan giúp chống lại tác hại của ánh nắng, tia cực tím, môi trường ô nhiễm bằng đường uống, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp chống lão hóa và dành cho những người muốn tránh nám, sạm da khỏi ánh nắng. Bây giờ việc chống nắng và tia cực tím không còn vất vả và khó khăn nữa. Vì đã có viên uống giúp chống nắng toàn thân Bisan đến từ Mỹ. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Ôi, cầm cành hoa trắng trên tay mà thấy tinh khôi thế nào ấy. Cô ơi cô. Mẹ. Ông bà kêu cô đi ra đi ăn. Ăn à? Dạ. Không cần. Rồi, biết rồi. Cô ước mơ một ngày đó da mặt cô đẹp, mịn màng như cành bông đúng không? Bởi vậy cô nói con đi đo cái cặp mắt con đi. Mắt dạ. Con mờ rồi đó. Mờ đâu? Trời đất ơi, nhìn đi. Hoa nhường nguyệt thẹn con à.
Ủa cô, trời ơi, công nhận nha, cô bắn đi laser cho nó hay ghê, mà nó da mặt cô đẹp dễ sợ. Không, nhưng đẹp như vậy nhưng cô vẫn phải xịt kem chống nắng nha cô. Tại vì theo con nghiên cứu là dù mình ở trong nhà nhưng mà mình vẫn không thể nào tránh được tia cực tím của nắng nên mình vẫn phải bôi kem chống nắng. Con hình như con không hiểu ra vấn đề hay sao á. Ủa sao vậy cô? Con phải update công nghệ làm đẹp bây giờ, hiểu không? Bây giờ nó tiên tiến lắm. Mình phải cập nhật từng ngày từng giờ để mình biết được những cái công nghệ mới. Trời ơi, bây giờ kem chống nắng nào ra con cũng sức, cái cô giỡn hoài à. Trời ơi, một ngày con còn biết sức kem chống nắng là phải cách vài tiếng mới sức lại một lần, thấy không? Đó, thấy chưa? Mà da con da gì? Da cô da gì? Rồi da của bài con da gì? Người thì phải có nhiều loại da đúng không? Khô nè, nhờn nè, da hỗn hợp. Trời ơi, chọn kem chống nắng sức thẳng lên da của mình, đắn đo lắm chứ bộ. Nhức đầu lắm, bây giờ tại sao mình phải thoa mà mình không dùng đường uống đi con? Uống là sao cô? Trời ơi, con nhỏ dễ thương, nó ngây thơ dễ sợ luôn. Uống vô cơ thể, chống nắng ra được ngoài da, hiểu không? Bất chấp tất cả các loại nắng, không cần đụng tới kem chống nắng luôn. Hả? Ừ. Ủa sao nghe gì mà nó toàn diện quá vậy? Ủa khoan. Cô nói lại một lần nữa, con vẫn chưa hiểu luôn á cô. Là bây giờ có cái sản phẩm uống vô là tự khắc chống nắng được luôn. Chính xác, không tin đúng không? Không. Chờ cô 30 giây. Ta da ta da 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 da. Ủa? Đây. Ừ. Là sản phẩm chống nắng hả cô? Đúng rồi. Là mình uống vô là nó tự nó chống nắng. Đúng rồi. Ủa cô? Ừ. Nhưng mà cái viên chống nắng này thì nó có cái gì lợi hơn, nó tốt hơn so với lại sức kem chống nắng? Chứ lại tại sao viên uống chống nắng lại là phương pháp chống nắng toàn diện làm sao? Mà con thắc mắc là ủa nhưng mà uống cái này á rồi nó có thật sự là chống được hết tất cả những tác hại của ánh nắng không, hay là những cái mà không tốt như tia UV gì đó, tia cực tím thì nó có chống được hết không? Hỏi nhiều quá à, không ấy mình dùng thử đi nghe. Cô cho con dùng thử hả? Cảm ơn. Chúng ta vừa xem thực phẩm thì thấy có nhân vật đã dùng sản phẩm Bisan. Vậy thì cái cách mà dùng kem chống nắng nó khác gì so với uống sản phẩm Bisan, mà tại sao sản phẩm Bisan này là một sản phẩm an toàn cho mọi trường hợp và tất cả mọi đối tượng, tất cả mọi làn da? Cái phương thức chống nắng bôi thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta phải dùng 30 phút trước khi ra nắng, 2-3 tiếng sau phải bôi lại, bởi vì cho đến nay thì chưa có một sản phẩm nào được công nhận rằng chỉ bôi một lần duy nhất mà có tác dụng được bảo vệ da chống nắng trong vòng 1 ngày hoặc 24 giờ. Cho nên là cái vấn đề về cái cách sử dụng là chúng ta sẽ thấy rất là bất tiện rồi. Cái thứ hai nữa là để đạt được một cái hiệu quả chống nắng mà được nêu trên cái sản phẩm, bao bì của sản phẩm là chẳng hạn như là chống UVB qua cái SPF, chống UVA và qua cái UVA, BF v.v. thì chúng ta phải bôi đúng cái tiêu chuẩn, đó là 2mg trên 1cm². Nhưng mà theo những cái nghiên cứu có giá trị thì chúng ta thấy rằng là hầu như cái thói quen không bao giờ bôi được với cái tiêu chuẩn đó, mà đa số chúng ta chỉ bôi được khoảng 1mg trên cm². Và như vậy hiệu quả chống nắng không phải giảm theo một cái tỷ lệ tương ứng là giữa 2 với 1 thì thôi giảm còn phân nửa tôi cũng chấp nhận. Không, giảm lũy tuyến. Tôi ví dụ như là một cái sản phẩm có SPF 30, nếu chúng ta chỉ bôi 1mg trên cm² thì chỉ còn tác động chống nắng là có 7 thôi, SPF là 7 thì như vậy không đạt được hiệu quả. Cái thứ hai nữa là nếu như chúng ta đi bất chợt hoặc là ở những cái môi trường mưa, môi trường thể dục thể thao, hoặc là những trong những cái trường hợp á, là có thể ở tôi đi sinh hoạt, về picnic, về du lịch vân vân, không thể nào mà chúng ta có điều kiện để có thể bôi lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Và nếu như trong cái sinh hoạt đó tôi lại thích mặc những cái bộ trang phục tương đối là hở để da chúng tôi có thể tiếp xúc nhiều với môi trường thì sao? Chả lẽ chúng ta lại bôi chống nắng toàn thân như vậy, không biết đem theo bao nhiêu tiếp chống nắng mới là đủ. Cho nên lúc đó thì chúng ta mới thấy là cái phương thức chống nắng đường toàn thân dưới dạng uống nó khắc phục được những cái khuyết điểm của sản phẩm bôi là như vậy. Và nói về cái ưu điểm của cái đường toàn thân thì chúng ta thấy rằng là khi chúng ta uống, có thể là với những cái sinh hoạt hàng ngày chúng ta có thể uống từ 1 đến 2 viên là đã đủ chống nắng cho suốt 24 tiếng rồi. Cái thứ hai nữa là rất là dễ dùng, chỉ một viên nhỏ đem theo trong cái túi xinh xinh của chị em chúng mình
và uống là đã xong, không cần phải mất thời gian để bôi. Cái thứ ba nữa là khi chúng ta uống như vậy giúp chúng ta chống nắng được toàn thân, ngoài cái hiệu quả là bảo vệ da, chống tác hại của UV, của ánh nắng mặt trời, của ánh sáng khả kiến hoặc là tia hồng ngoại vân vân, thì nó lại làm dọn dẹp được các gốc tự do, như vậy giúp da chúng ta chống lão hóa luôn, rất là thuận tiện, giống như là một cái yếu tố, một mũi tên mà đạt được nhiều mục đích. Sản phẩm chống nắng đường toàn thân này thì những cái thành phần chúng ta thấy hết sức là hiệu quả và an toàn, bởi vì chiết xuất từ dương sỉ. Cái chất mà chủ lực đó là polybdenum glucosamose với cái hàm lượng khá là cao, đủ để cho đạt được cái hiệu quả chống nắng luôn, chứ không phải chỉ riêng là chống lão hóa. Cái thứ hai nữa là ngoài ra có thể chiết xuất từ cái nho đỏ, từ cái hạt lựu đỏ, trà xanh, vân vân, và một số vitamin chống lão hóa da như là A, E, selenium. Như vậy chúng ta uống ngoài cái tác động mà chúng ta mong muốn thì vô hình chung cũng có thể giúp cho cả cơ thể chúng ta chống lão hóa trong thời gian kéo dài nếu chúng ta dùng một cách kiên nhẫn, cần mẫn. Và không phải mỗi đối tượng đều có thể là dùng được cái viên này, mặc dù thành phần như tôi đã nói. Bởi vì sao? Chúng ta chú ý trên những đối tượng hết sức nhạy cảm, đó là phụ nữ mang thai. Như vậy khi chúng ta có mang những sinh linh nhỏ bé thì chúng ta cũng nên thận trọng chuyển qua những phương thức chống nắng khác, mặc dù hơi tốn công sức hơn, nhưng mà để đảm bảo được cho em bé. Vậy ngoài sản phẩm chống nắng vi sinh thì bác sĩ cho em hỏi là mình có cần hỗ trợ thêm biện pháp là sử dụng váy chống nắng, khẩu trang, đeo kính hay nón rộng vành không ạ? Mỗi phương thức chống nắng sẽ có hiệu quả ở một cái phần, một cái mức nào đó của phương thức đó. Nếu mà với một cái nhu cầu là chỉ chống nắng để chống lão hóa da, để giảm tăng sắc tố da, thì chúng ta có thể dùng cái phương thức toàn thân dưới dạng uống cũng đã đủ. Nhưng mà nếu chúng ta sinh hoạt ngoài trời nhiều quá, nhất là giờ cao điểm từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, thì chúng ta nên phối hợp thêm một số phương thức khác, chẳng hạn như là dùng những cái yếu tố vật lý, khẩu trang, che chắn, nón, rộng vành, kính râm v.v. Hoặc là có thể phối hợp thêm cái phương thức đó là bôi chống nắng, nếu như mà cái bôi chống nắng đó chúng ta thấy cũng tiện dụng và quen dùng. Vậy xin bác sĩ tư vấn thêm cho em với khán giả biết cách sử dụng sản phẩm vi sinh sao cho đạt hiệu quả cao nhất ạ? Với các thành phần như tôi đã phân tích thì ngoài cái tác dụng mà để bảo vệ da, dọn dẹp các gốc tự do, thì chúng ta sẽ thấy với cuộc sống hàng ngày chúng ta có thể sử dụng từ 1 đến 2 viên mỗi ngày, có thể là dùng vào buổi sáng và trưa, thì giúp cho da chúng ta bảo vệ được tác hại của tia UV, nhất là tia UVB phủ được tới chiều nè, và dọn dẹp được các gốc tự do, tức là bảo vệ da, chống lại tác hại của ánh sáng khả kiến, tia hồng ngoại cũng như là tia UVA. Cảm ơn bác sĩ Vân Thanh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có những câu hỏi của khán giả trực tiếp gửi về cho chương trình. Xin chào bác sĩ, tôi là nhân viên tư vấn bảo hiểm nên phải đi lại rất là nhiều. Da tôi bị nám hết hai bên gò má luôn. Mọi người bảo tôi là do chống nắng không tốt nên mới bị nám. Không biết là có đúng hay không ạ? Liệu bây giờ tôi tìm cách chống nắng còn kịp nữa hay không? Và tôi nên dùng sản phẩm nào để chống nắng và giảm nám cho hiệu quả? Thanh Thủy đến từ Bình Dương. Chào bạn, câu hỏi của bạn chắc có lẽ là sẽ đáp ứng được thắc mắc của rất là nhiều bạn khác nhau. Thì với môi trường của chúng ta là nắng nhiều vào mùa này, cũng như là độ ẩm cao của các tỉnh, đặc biệt là ở miền Nam Việt Nam, là một vùng nhiệt đới. Và hơn thế nữa, đó là công việc chúng ta đi ra ngoài nhiều, tức là chúng ta sẽ bị tăng tiết mồ hôi. Như vậy nếu mà lần lượt các phương thức chống nắng, chẳng hạn như là dùng khẩu trang thì đương nhiên rồi, nhưng các bạn phải thận trọng, bởi vì khi chúng ta chạy ở ngoài nắng là nắng sẽ bị khúc xạ nữa, và có thể khẩu trang có thể bị hơi tuột xuống thấp, như vậy cái vùng gò má vẫn bị tác động của tia UV là như vậy. Cái thứ hai đó là khi bị tăng tiết mồ hôi nhiều rồi thì cái phương thức chống nắng bôi sẽ dễ không đạt được tiêu chuẩn quy định, như vậy thì cái hiệu quả giúp bảo vệ da chống nắng cũng sẽ không được cao. Do đó thì chúng ta nên phối hợp thêm với phương thức chống nắng toàn thân dưới dạng uống, chẳng hạn như chúng ta có thể lựa chọn cái sản phẩm Bison, chúng ta đạt được cái mục đích lợi ích vượt trội hơn, đó là bảo vệ da của chúng ta có thể là chống lão hóa lâu dài, có thể tăng cao chất lượng cuộc sống. Xin chào bác sĩ Vân Thanh,
Da tôi vốn là da dầu, rất nhạy cảm nên thường xuyên bị lên mụn. Mùa hè vừa rồi á, tôi cũng có dùng một cái loại kem chống nắng, nhưng không hiểu sao cứ dùng là da bị bí rồi lên mụn nhiều hơn. Không biết có cách nào giúp tôi vừa chống nắng hiệu quả mà lại không bị lên mụn nhiều không ạ? Vân Hà đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Da dầu có nghĩa là bã nhờn tăng tiết nhiều trên bề mặt da. Và như vậy khi mà lựa chọn sản phẩm chống nắng thì các bạn, nhất là các bạn mà cái tuổi thanh thiếu niên là đối tượng dễ bị mụn, lại thích những cái sản phẩm làm sao bôi lên mà da không còn bị bóng nhờn, da khô ráo, hoặc thậm chí có những bạn thích dùng những sản phẩm che lấp khuyết điểm, hút nhờn. Điển hình như là các bạn sẽ dùng những sản phẩm chống nắng mà có BB để che lấp, để trang điểm vân vân. Đây là những thủ phạm nếu chúng ta dùng trong thời gian kéo dài từ khoảng sau 2 đến 3 tháng, chúng ta sẽ thấy là tất cả các nang lông bị bít và rầm rộ hàng loạt, các mụn mới sẽ nổi lên. Như vậy nếu các bạn nào có điều kiện thì chúng ta có thể dùng chuyển sang cái phương thức chống nắng toàn thân dưới dạng uống, phối hợp với khẩu trang là đủ. Và như vậy thì rất là hợp lý với cái lịch làm việc năng động của chúng ta. Còn những bạn khác nếu mà thấy cần thiết chỉ dùng trong những cái lúc mà cao điểm thôi, ví dụ tôi đi cái đợt này tôi đi công tác, đi dã ngoại nhiều, đi du lịch nhiều, thì các bạn dùng phương thức đường toàn thân. Nhưng mà vào những cái thời gian còn lại thì thôi, tôi cũng muốn tiết kiệm cho cái túi tiền của tôi phần nào, thì các bạn cũng nên lựa chọn những sản phẩm bôi chống nắng phù hợp cho da mụn, đó là không chứa những hoạt chất tạo còi, cũng như là những sản phẩm chống nắng mà có ghi là dành cho da dầu, da nhờn của những thương hiệu có uy tín, thì lúc đó mới đảm bảo được cái việc mà bùng phát những cái đợt mụn sau khi chúng ta dùng. Có lẽ hôm nay sau khi trao đổi với tiến sĩ bác sĩ Lê Thái Văn Thanh thì em đã tìm ra một cách để mình có thể có một làn da khỏe mạnh và hồng hào và đầy thần thái luôn rồi. Thưa quý vị, đó là những gì mà chúng tôi luôn luôn trao đổi và mong muốn tất cả chúng ta có một làn da đẹp hơn. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Lê Thái Văn Thành rất là nhiều. Bisan hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chán nản vì làn da sạm đen thô ráp sau mỗi lần ra nắng, sao bạn chưa dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên uống Bisan? Viên uống hỗ trợ chống tác hại của ánh nắng mặt trời đến từ Mỹ. Sản phẩm chứa chiết xuất dương xỉ, 12 chiết xuất thảo dược và nhiều vitamin khoáng chất. Bisan giúp chống lại tác hại của ánh nắng, tia cực tím, môi trường ô nhiễm bằng đường uống, giúp nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, giúp chống lão hóa và dành cho những người muốn tránh nám, sạm da khỏi ánh nắng. Bây giờ việc chống nắng và tia cực tím không còn vất vả và khó khăn nữa. Vì đã có viên uống giúp chống nắng toàn thân Bisan đến từ Mỹ. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Chúng tôi xin mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: sử dụng viên uống chống nắng là cách tốt nhất để bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng từ bên trong, hiệu quả và toàn diện nhất, đúng hay sai? Các bạn hãy soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229 sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia sẽ cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0914660XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Một lần nữa cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Bisan của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Ánh nắng là kẻ thù số 1 của làn da và gây ra rất nhiều hậu quả xấu như nám, sạm, lão hóa, khiến da nổi mụn, nhạy cảm và mất thẩm mỹ, đồng thời khiến phụ nữ cảm thấy mất tự tin. Nặng nề nhất là gây ung thư da. Bởi vậy, chống nắng hiệu quả toàn diện cho làn da là điều vô cùng quan trọng. Sau khi tham gia chương trình, chị Thảo đã có thêm cho mình những kiến thức để chống nắng vừa hiệu quả, tiện lợi vừa an toàn. Chào chị. Chào anh. Sau khi chị tham gia chương trình và nhận được sự tư vấn của bác sĩ thì chị đã có những biện pháp chống nắng như thế nào? Sau khi nghe tư vấn của bác sĩ, em cũng hiểu rõ hơn về làn da của mình và tầm quan trọng của việc chống nắng. Giờ đây em cũng sử dụng sản phẩm Bisan mỗi ngày 2 viên chia làm 2 lần. Hiện tại em không còn lo về ánh nắng mặt trời làm ảnh hưởng đến làn da của mình nữa, mà da của em ngày càng sáng khỏe đẹp hơn.
Em cũng thấy sản phẩm này hiệu quả, hữu ích cho những người bận rộn không có thời gian để chăm sóc da như em. Hiểu được tác hại của ánh nắng, mọi người đặc biệt là phụ nữ cần tìm ra cách chống lại kẻ thù đặc biệt này. Bên cạnh việc che chắn chống nắng, bôi kem chống nắng thì việc sử dụng viên uống chống nắng đang là lựa chọn hàng đầu được nhiều chị em tin dùng bởi tính hữu dụng, an toàn và hiệu quả cao của nó.